nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi, nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó, nên xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. quan tâm nhau xíu, lại là chân thành tôn trọng nhau là được rồi. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là em tên là Mai Xuân Vương, em năm nay 27 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở huyện Ngân Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em hiện đang sống và làm việc tại huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre. Nghề nghiệp của em là em đang kinh doanh một phòng game. Rồi, bên đây chúng ta giới thiệu về bản thân nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, dạ, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiên Trang, năm nay là em 27 tuổi. Em thì quê em là ở Đồng Tháp, nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên kinh doanh bất động sản. Vậy là em làm ở quận mấy ạ? Dạ, hiện tại em đang làm việc ở quận Bình Thạnh ạ. Ai là yêu xa rồi. Dạ. Không, đi chút xíu tới à. Bến Tre cũng gần mà. Ba tiếng rưỡi. Chị nói hạ hồi phân giải đi ha. Bây giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em rất là vui vẻ. Lúc nào mình cũng nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tích cực nhất. Còn điểm yếu của em thì nhiều lắm. Nhưng mà nhất là lười, hay quên, với lại là nóng tính. Nóng cỡ nào? Dạ, thì kiểu như là ai mà làm gì mà kiểu em thấy hơi khó chịu hay là em bị chèn ép là em bung luôn, giống như là khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Rồi còn em trai. Em thì điểm mạnh của em thì em biết nhường nhịn. Thì nếu như bạn gái bên kia mà nóng thì chắc chắn là em sẽ không nói gì. Nhưng mà khi nào bạn hết nóng thì có thể mình sẽ nói chuyện sau. Em thì có cái tính là hay cho người ta mượn tiền. Thì em không bao giờ đòi. Để chút trước khi về gặp anh nhanh mượn mới nha. Trời ơi, Linh ơi, tôi đang tính nói á, phát cái số này ra xong là em nhận được 1000 cuộc mượn tiền đó em ơi. Bây giờ thì đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Em thì trước giờ là em có 3 mối tình chính thức. Nhưng mà cái mối tình cuối cùng của em là nó cách đây khoảng cũng hơn 2 năm rồi á. Quen được mấy năm? Dạ, quen được 3 năm. Nhưng mà tại vì là nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi, nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó, nên là phản đối. Còn em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì 2 mối tình, mối tình thời sinh viên thôi. Bỏ qua mối tình sinh viên, mối tình mới đây nè, mối tình lúc nào? Mới thì cũng lâu lắm rồi anh, nó cũng khoảng 5 năm rồi. Yêu nhau mấy năm? Yêu cũng được 1 năm thôi. Chào cưng. Dạ. Trời ơi, cao to lực lưỡng vậy á, mà ở không lâu vậy luôn á hả cưng? Con gái Bến Tre rất đẹp, lý do gì mà em ở không? Em không hiểu tại sao, nhưng mà em ở đó 3 năm nhưng mà chưa tán được cô nào. Rồi bây giờ em mơ ước là cái người phụ nữ của em phải như thế nào nè? Nói chung là nhìn dễ thương một chút là được thôi. Dáng thì em không quan trọng lắm. Nói chung là lùn hay cao, em cao sẵn thì họ cao thì nó cũng xứng, nhưng mà lùn cũng được, không sao. Bây giờ nè bạn nam, em thích cái hình mẫu lý tưởng nào nè? Em thì em hâm mộ chị Mỹ Tâm. Thì hình mẫu lý tưởng của em chắc là cũng giống chị Mỹ Tâm. Rồi để qua coi có giống Mỹ Tâm không? Cho tôi coi chút là bà mối. Dạ em chào anh. Chào em, dễ thương hả? Nhưng mà anh ở Bình Đại xa quá, em có cảm giác là yêu xa vậy, có lo lắng gì không? Dạ thì cũng tùy theo cái niềm tin bạn đó trao cho em thôi. Dạ, với lại là xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em thì em không thích ít tóc. Ít tóc. Với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá là được. Kiểu hút thuốc ít ít cũng được, xã giao cũng được, mà đừng hút nhiều quá. Em thì không hút thuốc. Rồi em có cái hình mẫu lý tưởng nào giống như bạn bên kia không thích Mỹ Tâm mà em thích giống ai nè? Dạ em thì cũng đơn giản thôi chị. Tại vì em cũng hơi khá là cao á. Em tới 1m63. Dạ thì em muốn cái bạn nam của em phải cao 1m74 trở lên. Ôi em yên tâm, cái đó là chị bao luôn. Bao dạ. Luôn. Có cái hình mẫu nào mà giống nghệ sĩ nào không? Em thích anh Tú, gương mặt nhìn thiện cảm này kia là được. Anh này cũng thiện cảm, thế rất là được, vui. Cầu được ước thấy đó, cái cặp này bữa nay là tôi thấy là cầu được ước thấy. Em gái đi với ai? Dạ em đi với anh, với chị của em cũng là cấp trên của em luôn. Rồi cho mình gặp đại diện đàn gái đi. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Và chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ.
Dạ, em xin giới thiệu, em là Phí Nhật Thành, là anh trai cũng như là cấp trên của bạn Thiên Trang. Em thấy sao bạn trai bên đây có hợp gì với em gái em không? Dạ, nói chung là nhìn về cái bên ngoài thì rất là hòa hợp. Không, good. Dạ, không, và tính cách thì nó có những cái nét mà em cảm nhận đó là có cái sự bù trừ cho nhau. Thì hai bạn nên như thế nào có thể là mở ra những cái cuộc nói chuyện, chúng ta sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Mọi mối quan hệ nó đều xuất phát từ những người xa lạ mà. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với anh rể và hai chị gái. Dạ. Rồi, chào, chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh và quý vị khán giả chẳng quay. Và chào gia đình bên đằng gái. Em là Đỗ Ngọc Hà, anh rể của Vương. Theo em thì em thì nó rất hiền, chịu khó làm ăn, có cái thì trong lúc nào thì nó trước đám đông thì nó hơi nhút nhát, có lại thôi. Còn theo em thì đánh giá về em gái bên này thì thấy em rất vui, vẻ hòa đồng, dễ thương. Nếu mà hai em cứ mở lòng ra cho nhau một cơ hội, sau chương trình này mong sao hai em đi xa hơn. Rồi, trời ơi, cảm ơn anh. Thôi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Bắt đầu một mối quan hệ mới đó Vương. Dạ, em chào anh. Hôm nay là một quyển sách ngày mới. Mong dạ. rằng ngày nào em cũng vui tươi và đẹp đẽ. Dạ. Và tràn đầy xin... À, đây là kẹo dừa đặc sản của Bến Tre, đặc sản của Bến Tre. Dạ, rồi. Và một cái móc chìa khóa. Em thích uống cà phê. Dạ, tại vì là em đã đọc qua cái quyển sách này rồi thì em thấy nó rất là ý nghĩa và cái nội dung, cái cách viết văn rất là dí dỏm, em thích nên là em cũng muốn chia sẻ với anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, em nhìn thấy anh rất là kiểu hiền, cũng thiện cảm, với lại là cũng rất là biết gu ăn mặc. Anh là có thường hay lên Sài Gòn chơi không? Cũng không thường lên lắm, tại vì ở đây nó cũng lâu lâu bạn bè rủ lên thôi. Nhưng mà nếu mà có một lý do nào đó thì anh sẽ lên thường xuyên hơn. Dạ, vậy theo anh nghĩ thì nếu như mà hai đứa mình tìm hiểu nhau á, thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ lên Sài Gòn với em? Khoảng cứ một tuần thì lên cũng được. Anh định là anh sẽ lập nghiệp ở dưới luôn, hay là có định mai mốt mình mở thêm cái chi nhánh nào ở Sài Gòn không? Thì nếu mà mình có tiền thì chắc chắn anh sẽ mở chi nhánh. Được á, anh mở đi, có gì em quản lý cho. Em á thì em không biết, kiểu em thích ăn, sở thích của em là em thích ăn nhưng mà em không biết nấu ăn. Anh thì cũng biết nấu một chút, nói chung là có thể anh sẽ dạy em. Ok, vậy là phần này là gì qua nè, rồi hay quên nữa. Kiểu như là giờ nhiều khi em ngồi đây em nói chuyện với anh chứ lấy hồi xuống hỏi anh tên gì em không nhớ. Thì anh nhắc lại. Rồi còn lười nữa, em kiểu như là do là em cũng sống một mình á, ở trên đây nè, em sống ở Sài Gòn một mình cũng gần 10 năm rồi. Thành ra là cũng không có làm cái gì nhiều á, nên là đôi khi lười lắm. Anh nghĩ em sống một mình độc thân thì những cái vấn đề đó em phải biết nhiều hơn chứ. Dạ, kiểu như sống một mình không ai đốc thúc á, không ai quản lý, không ai bắt làm gì hết, nên là nhiều khi giặt quần áo em bỏ vô máy giặt, em giặt xong rồi em để 2-3 ngày sau mới phơi. Thì em cứ bấm đi anh phơi cho. Đúng rồi. Thì bạn bị cái hay quên á, giặt đồ xong rồi không nhớ là mình giặt đồ rồi. Nó có liên quan với nhau á chị. Ừ, bởi vậy. Em hỏi anh một câu cuối nữa thôi, là kiểu anh yêu á là anh sẽ như thế nào, hay là anh muốn cái người yêu của anh là sẽ như thế nào trong tình yêu? Trong tình yêu thì anh nghĩ là cho nhau một khoảng thời không gian riêng một chút thì có vẻ thích hợp hơn. Không nên gò bó nhau quá. Dạ vâng, nghĩa là yêu nhau nhưng mà vẫn phải tôn trọng những cái không gian riêng của nhau, đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ, em thì em cũng như vậy, em thích kiểu quan tâm nhau xíu, và lại là chân thành tôn trọng nhau là được rồi. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là... Dạ. Khoảng bao lâu tụi em có thể kết hôn ấy, khoảng bao lâu? Em nghĩ thì, đối với em thì khoảng năm sau là được. Em thì sao? Em cũng vậy luôn. Rồi bây giờ bạn trai,
Dạ. Bước tới có thể là nắm tay cô gái và hát tặng một bài hát nào đó, rồi bên kia đối đáp lại để đúng mình rồi. Giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Ta thích Mỹ Tâm đó, em hát cái bài nào của Mỹ Tâm coi. Đúng rồi. Nhà thì em cũng nghe, cũng học nhiều thuộc quen lắm, mà lên đây run cũng quên hết lời. Thôi để em hát tặng anh với lại là mọi người một bài hát nha. Nắm tay giữ lấy tay nhau đừng có buông ra. Dạ không anh ơi, tại vì cái này là em hát là em có diễn luôn á. Nên là dạ. Nói chung là cái tài năng của em là làm cho mọi người vui á anh chị. Dạ. Tốt mà. Em sẽ hát bài Búp Bê Con Trai nha. Na 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 na. Búp bê con trai. Một ngày khi vui em đùa em mong, phải chi là con trai thì hay biết bao nhiêu điều. Chẳng cần make up, chẳng cần vuốt tóc, và không còn ai gọi em tên là búp bê. Rồi một hôm kia, ôi thật choáng váng, là khi nhìn trong gương và trông thấy ai ô kìa. Một thằng con trai đang cười với em. Trời ơi búp bê đẹp xinh này còn đâu. Dạ thôi vậy được rồi. Hát bài của Thanh Thảo ha. Đúng là em có khả năng làm cho đám đông vui lên. Nào, em trai. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều, mình lấy nhau đi để đem đường về Cố Liêu. Bên nhau sớm chiều, không bao giờ buông, mình yêu như chưa từng yêu. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chúng ta đã trao đổi rất nhiều chuyện ha. Bây giờ đã đến lúc chúng ta quyết định bằng nút bấm xem nửa mảnh ghép này có phải là nửa mảnh ghép của cuộc đời mình hay không. Đây là người mình cần bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Đó, chính thức hai bạn có thể nắm tay nhau được rồi. Sẵn rồi xin hôn cái hôm đầu tiên luôn. Cho anh hôn em một cái được ạ. Mình có chung thủy không? Có chung thủy. Dạ. Bây giờ tới tuổi này không chung thủy cũng không được luôn. Đúng rồi. Dạ. Mặc dù là không khéo léo nhưng mà Nguyên là làm chủ tịch công đoàn của bệnh viện mấy nhiệm kỳ liên tục. Trời. Tức là Nguyên đứng về bảo vệ quyền lợi cho người lao động, cũng được bằng khen của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố. Thứ nhất là ăn đủ, thứ hai là ăn sạch nên phải tự đi chợ, tự yeah. chọn và tự nấu thứ. Thế có hai người sau này mình cùng nấu dư để động viên nhau ăn. Rồi. Động viên nhau là mời nhà trai. À, xin mời ngồi ạ. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào bạn gái ở bên kia, xin chào tất cả khán giả. Chương trình thì rất là chu đáo, do đó tôi cũng soạn cái chương trình của tôi một tí cho nó ngắn gọn cho nó. Dạ. Tôi xin đọc tất cả các cái thông tin của bên tôi trước. Dạ dạ dạ. Nhất tôi tên là Trần Văn Niềm, giấy khai sinh thì là sinh năm 1954 nhưng mà thật sự là sinh năm 1955, tức là tuổi Mùi mạng Kim, quê quán Thái Bình. Tôi là giảng viên đại học ở trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ở đường D2. Cái ưu điểm của tôi là tự lực cánh sinh từ bé, vì nhà chỉ có 4 anh em trai. Tôi là thứ ba. Cái ưu điểm thứ hai là thích nghi với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Cái thứ ba là vui vẻ hòa đồng. Cái thứ tư là có lòng tôn trọng, tự trọng trong cái tình bạn cũng như trong tình yêu. Đặc điểm thứ năm là tôi yêu thích môn bóng bàn và cái dòng nhạc cụ dân tộc. Thế còn về nhược điểm, tôi bị hơi bị ít nói. Và trong các cái quan hệ cuộc sống thì nhiều khi nó lại là một cái tác động tiêu cực. Về hôn nhân của tôi, năm 30 tuổi tôi lấy vợ và 9 năm sống ở Hải Phòng ấy, thì các cái mâu thuẫn của hai vợ chồng hầu như là ít, nhưng mà tôi cũng không để ý đến nó. Nhưng khi vào Sài Gòn được 3 năm và sau khi xây được căn nhà thì hai vợ chồng cãi lộn và vợ tôi đã viết đơn ly dị 2 lần nhưng tôi không ký.
Vì lúc đó cháu trai lớn là 11 tuổi, cháu trai thứ hai là 7 tuổi. Thế sau đó thì các cái mâu thuẫn nó ngày càng nhiều và tôi cố sống nhẫn nhục, chịu đựng để cho gia đình êm ấm. Và đến lúc về hưu thì tôi không chịu được nữa, tôi viết đơn ly dị. Trước đó thì cô ấy viết đơn ly dị tôi lúc khi ở Hải Phòng vào đây mới được 3 năm. Và giờ đây tôi muốn tìm một người bạn gái. Ngoài cái sự chung thủy ra thì trong cuộc sống phải có sự tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe và biết chia sẻ, sống vì nhau để có cho cuộc sống vui vẻ hơn cái giai đoạn đó. Chú cho con xin, chú cho con xin văn bản luôn ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Đây là văn bản của chú, con sẽ giữ để con làm y chang về chú ha. Dạ. Trời, chú viết thành văn bản luôn á hả? Có văn bản luôn, tôi gửi cho nhà gái để nhà gái có thể thực hiện theo văn bản của chú. Dạ. Rồi. Dạ, chào chị. Đây văn bản của nhà trai gửi nhà gái ạ. Dạ. 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 Văn bản đó mình giữ nha. Dạ. Rồi nếu cuối cùng nếu được thì mình cùng ký vô văn bản giùm cái. Dạ. Có gì không đúng đem ra nói chuyện. Dạ, cháu chào chú ạ. Tặng cô Ngọc Lan chị Sáu. À, dạ, cảm ơn chú. Dạ, em chị Sáu. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Rồi tiếc quá con không biết hỏi sao. Hả? Thử coi. Anh bịt kín lỗ vào, ba lỗ này bịt kín, ba lỗ, sáu lỗ này là sáu ngón. Thấy lỗ nào cũng như lỗ đó. Nó chỉ khác nhau khoảng cách thì nó sẽ tạo ra âm. Ví dụ như bịt kín là đô, rê, mi, pha, son, la, si. Dạ. Từ từ mình sẽ tìm cách, mình thổi từng lỗ nó cũng kêu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đến với phần giới thiệu của nhà gái nè. Dạ. Xin chào hai MC Kiều Linh và Ngọc Lan và chào anh trai bên kia hàng rào. Chào toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi tên đầy đủ là Phan Thị Thuận, sinh năm 1959, hiện nay đang ở tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây là tôi từng làm bệnh viện tại quận Tân Bình 33 năm. Và tôi cũng đang nghỉ hưu, hiện nay đang hưởng chế độ hưu trí của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh luôn. Về hưu thì tôi là nội trợ, hiện nay không có làm hưởng chế độ hưu và có những cái việc phụ khác thôi. Cô hơi run, cô run lắm, cô nói chuyện giọng rất là run. Có Ngọc Lan ở đây rồi, cô đừng run nha. Nè, gia đình mình có mấy cái người con rồi? Tôi lập gia đình từ năm 86, nhưng mà thật sự hai vợ chồng không có hợp nhau, cho nên cái sự gần gũi không có nhiều, cho nên là bản thân tôi cũng chưa có con. Không có luôn. À, dạ. Nhưng mà cô và chú ly hôn với nhau khi nào ạ? Ly hôn năm 2003. Chắc là thôi, chuyện cũ mình cũng bỏ qua ha. Nó cũng trở thành những cái ký ức rồi, mà mình nay cũng lớn tuổi rồi. Mình chắc mình cần một cái người bạn tri kỷ hả? Dạ. Một người bạn tri kỷ như thế nào ạ? Dạ, cái thứ nhất thì bản thân tôi thì là người sống rất trung thủy, giàu tình cảm và biết chan hòa, biết chia sẻ. Cũng mong muốn là tìm được người bạn trai ở đây là cũng là trung thủy là cái đầu tiên. Vì ông chồng trước tôi cũng không trung thủy, nên là trừ với đó cho nên hai vợ chồng bị... tan vỡ. Thứ hai là biết chia sẻ, thấu hiểu, không gia trưởng, không thuốc lá, không rượu bia. Mình có thuốc lá rượu bia gì không? Không, có thuốc lá nhưng bỏ mười mấy hai chục năm này. Giờ hút cũng không tốt đâu. Vâng, không tốt thế nào. Rồi mình có gia trưởng không? Không gia trưởng. Dạ. Không rượu bia, không thuốc lá, không gì hết. Mình có chung thủy không? Có chung thủy. Dạ. Bây giờ tới tuổi này không chung thủy cũng không được luôn. Đúng rồi. Dạ. Tuổi này thì mình muốn tìm một người tri kỷ, tâm sự với nhau, nương tựa vào nhau lúc trái gió trở trời. Thật ra tuổi này nói chuyện yêu đương thì nó hơi quá, nhưng mà thật ra là mình cần một cái tình, đúng không nhà gái? Dạ. Mình cần một cái tình, cái nghĩa để cùng gọi là nắm tay nhau về chăm sóc tuổi già lẫn nhau. Nhà gái coi thử coi có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhà trai. Nhà trai cẩn thận lắm, là làm nguyên cái văn bản luôn ạ. Nói chung thì cơ bản thì cũng đáp ứng được trên 50%. À, trên 50% hả? Nhưng mà nhà trai muốn hỏi nhà gái có ưu điểm, khuyết điểm gì không ạ? Ưu điểm thì là người sống tình cảm, nhanh nhẹn, hoạt bát, xử lý mọi tình huống trong gia đình. Thì là nói chung là người đùm bọc, chia sẻ với tất cả các chị em trong gia đình. Cái khuyết điểm thì nói chung là cũng hơi nóng tính và cũng không được khéo léo lắm trong vấn đề cư xử. Nói lời ăn tiếng nói đó, cái cách nói của mình đó, dạ, không được khéo léo lắm thôi. Dạ. Thật ra thì cũng rất là hay, tại vì con rất là ít nghe
một người mà tự nhận xét về bản thân mình là không khéo léo lắm trong lời ăn tiếng nói. Yeah. Nhưng mà cô lại tự nhận xét về mình như vậy là chứng tỏ là cô rất là hay đó, hơi khéo đó. Mình biết nhận ra cái lỗi của mình là người không bao giờ để xảy ra lỗi đó. Đúng rồi. Mặc dù là không khéo léo nhưng mà Nguyên là làm chủ tịch công đoàn của bệnh viện mấy nhiệm kỳ liên tục. Tức là Nguyên đứng về bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đứng được bằng khen của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố, bằng khen của và mấy năm liền chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Hay quá. Vậy là quá khéo léo luôn rồi đó. Khéo léo lắm luôn á. Hôm nay nhà gái mình đi với ai ạ? Dạ đi có đứa em gái với đứa cháu gái ngồi đây ạ. Dạ. À trời. Rồi mời đại diện nhà gái ơi. Trước tiên cho con xin chào chú Quyền Linh với chị Ngọc Lan. Chào chú với chào tất cả khán giả trường quay. Con thấy chú ở đây cũng khá ok á. Hợp với cô lắm luôn á. Cô con thì rất là dễ thương, rất là nhanh nhẹn. Chỉ có một cái là cô hơi nóng tính chút xíu thôi. Có gì về chú thuyết phục cho cô chút xíu. Nhưng mà cô rất là dễ thương. Dễ thương đúng không? Dạ. Cháu cũng dám nói gì nhiều không? Cháu chỉ nói như đó thôi. Rồi thôi mình mở rào dạ. đi. Dạ mở rào. Ta nhà gái này đặc biệt lắm, mở rào. Mời chú ạ. Anh thằng em Bồ Hoa dạ. Để thể hiện tình yêu. Dạ, em chào con chúc quà ạ. Em cũng có rút quà tặng anh. Ở đây là một cái chai dầu nóng gia truyền để bảo vệ sức khỏe xương khớp. Dạ, em có tuổi dạ. Bây giờ trước khi mình giao lưu kết nối đó, mình làm tiết mục văn nghệ lấy cái gọi là niềm vui ban đầu. Dạ. Cái này không thổi được hả? Không thổi được. Cái này tôi quen rồi. Cái này tôi đua, cái này tôi rê. Cái tặng là không thổi được. Không phải. Ông nói chơi rồi chứ. Hồi hộp lắm nhưng mà thổi cố gắng. Đúng rồi. Tiết mục văn nghệ của nhà trai bắt đầu. Tôi xin thổi một đoạn bài Lý Hoài Nam của tác giả Nguyễn Văn Thương, như là do bác Đinh Thìn và cái phổ nhạc. Dạ. Vâng. Hụt hơi, hụt hơi. Nói chung là dậy từ 4 giờ sáng nên bây giờ nó nhịp tim nó thay đổi liên tục, thành ra hơi nó cũng thay đổi. Vâng, nhịp tim thay đổi đúng không? Anh cười lên. Sao đó chú? Dạ. Hồi giờ mình hát tặng nhà gái được không? Rồi, tôi cố gắng hát một đoạn. Ủa, có luôn văn bản. Có luôn. Có văn bản. Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay, chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi, cảm ơn chương trình. Cô có thể, không cất lên được. Cô có thể đứng lên đáp một bài nào đó với chú. Thật lòng mà nói, bản thân tôi thì rất là yêu văn nghệ, yêu thể thao, nhưng mà lại không có năng khiếu về hát. Cho nên là xin khách được không ạ? Vậy mình về chờ ngồi mình giao lưu một tí ha. Dạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu trao đổi tâm sự nha. Không gian này là của cô chú đó. Xin lỗi, em nhìn anh thấy thế nào? Dạ, thấy anh cũng chững chạc mà cũng rất là ok. Biết nói sao. Nhìn em anh cũng thấy cảm tình và cũng ok luôn. Dạ. Ừ. Cũng muốn là cái điểm là người bạn và người tri kỷ về tuổi già, cho nhau chén thuốc trên thanh cháo, lúc hủ hỉ tâm sự với nhau, rồi lúc đi chơi du lịch đó đây thì tôi cũng thích đi du lịch. Thế anh có thích du lịch không anh? Có thích du lịch. À. Cố nhân người ta có nói câu là về lúc già đấy, đừng nên sống lủi thủi một mình, yeah. Nên có một người vợ tri kỷ, yeah. Sống để cho cuộc đời nó vui vẻ hơn. Vâng. Anh muốn chúng ta sau này ta sẽ hỗ trợ nhau cho trong cuộc sống cái nửa còn lại của tình yêu này. Anh có gia trưởng anh hả? Anh không gia trưởng. Tôi sợ gia trưởng lắm. Thật, mình là tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau trao đổi cái gì chưa hiểu thì hoặc là ai đúng ai sai thì mình phân tích cho nhau hiểu.
Nếu mà biết lắng nghe nhau, biết chia sẻ thì cái sự gia trưởng nó cũng hết. Dạ. Hiện nay là anh cũng đang sống Bình Thạnh cũng một mình ạ. Một mình. Dạ. Một mình đi chợ, một mình nấu cơm đủ thứ. Thật sự mà nói anh có siêng nấu ăn chưa, tôi làm miếng nấu lắm. Nấu thì nấu được, nhưng mà nấu một lần ăn cả ngày. Mình phải đặt vấn đề là sức khỏe của mình sức là khỏe, chính. Yeah. Sức khỏe mình chính. Yeah. Và phải ăn, thứ nhất là ăn đủ, thứ hai là ăn sạch nên phải tự đi chợ, tự yeah. chọn và tự nấu thứ. Yeah. Thế có hai người thì sau này mình cùng nấu chứ, để động viên nhau ăn. Rồi. Động viên nhau là... Hôm qua đây là cũng là cái duyên. Anh em mình gặp nhau trao đổi như thế vậy thì có dịp để mình tâm sự cũng như tìm hiểu kỹ hơn nhau. Mục đích của em là muốn là có một người bạn thật sự là tri kỷ, vui buồn chia sẻ trong cuộc sống, thì lo tri kỷ lo cho nhau về cái tuổi già, viên thuốc viên men hay là chén cơm chén cháo khi bệnh khi đau. Và ngoài ra thì kinh tế của thì mình không hề khó khăn. Đúng ra là không hề khó khăn, quá đủ và có thể đi du lịch đó, đây không ngại. Bên nhà gái thấy nhà trai vậy hợp lý không? Nói chung là cơ bản là cũng hợp. Dạ. Cũng hợp ha. Dạ, trên 70%. Thôi cảm ơn Tâm, giờ chú thấy nhà gái sao? Chú cảm nhận được là 90%. 90%. Thôi bây giờ mình đi tới mình nắm tay mình nói một câu gì đó. Nếu mà hợp nhau mình gì đó. Muốn nắm tay em. Anh cũng rất hy vọng vào chương trình hôm nay. Yeah. Bởi vì đây là số trời để cho duyên chúng ta gặp nhau. Dạ, yeah. Sau chương trình thì anh cho số điện thoại đôi bên để hai bên có thể liên lạc. Tôi muốn tí nữa thuê xe ấy xong chở cô về luôn. Thật lòng mà nói, đi tới cháu với đứa em là cũng thuê taxi đi từ sáng giờ. Cũng từ Tân Phú chốc nó cũng phải đi cùng chị em với nhau về. Với hai nó về có việc. Vậy hẹn ngày mai đi. Ngày mai cái nhớ mình hỗ trợ cho chú nha. Hỗ trợ chú với cô. Ngày mai đó mình hẹn ở đâu đó. Rồi chú tự đi tới. Rồi cái mình qua thăm nhà gái trước đi. Gặp nhà gái xong cái mình bàn, xong cái mời nhà gái về nhà trai luôn. Rồi cái mình làm buổi tiệc luôn. Được không chú? Được. Được ha. Ok. Vậy là ok ha. Ok. Dạ. Chúc cho cặp tri kỷ hôm nay sẽ mãi mãi bên nhau, chăm sóc cho đến gọi là trọn cuộc đời vậy luôn. Chú thấy sao? Cảm ơn chương trình. Được hả chú ha? Nhất trí. Bây giờ mình có làm thủ tục bấm nút không nha? Mình vẫn phải làm đúng thủ tục. Và hôm nay là con với lại nhà chú Quyền Linh sẽ thay cô chú để bấm nút. Xin hỏi chú là chú có đồng ý không ạ? Đồng ý. Cô có đồng ý không ạ? Dạ, đồng ý ạ. Bấm. Thật ra rất là xúc động trước cái tình của cô chú. Hy vọng rằng cái tình cảm này nó sẽ gắn chặt với nhau, để chúng ta cũng có một người bạn tri kỷ với nhau suốt cuộc đời nha cô chú ha. Cảm ơn chương trình. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho cô chú. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Con rất là xúc động khi mà ngày hôm nay cô chú đã rất là mạnh dạn đến đây để mà tìm cho mình một người bạn đời, một người bạn tri kỷ để lấp những cái khoảng trống, những cái mất mát của mình trước đây. Con xúc động là bởi vì mẹ con cũng cỡ tuổi chú. Mẹ con sinh năm 1956. Ba con mất từ lúc mà mẹ con chỉ có 30 tuổi thôi. Mẹ con sống tới bây giờ mẹ cũng không đi bước nữa. Và một phần cũng là do con. Con không đồng ý chuyện đó cho nên là con thấy rất là tiếc khi mà con không để cho mẹ có một người để có thể đồng hành với mẹ. Bởi vì bây giờ thì cái gì mẹ cũng chỉ làm một mình thôi. Mẹ không có người nào, con cái thì mỗi người sống riêng hết rồi. Sau câu chuyện ngày hôm nay thì hôm nào đó mẹ Ngọc Lan cứ lên ngồi đây nha. Rồi Quyền Linh sẽ kiếm một người ngồi bên cạnh thôi. Không lo gì cả. Vấn đề chúng ta đã nhận ra điều đó. Người lớn tuổi thực ra họ cần một người tri kỷ lắm. Trái gió trở trời, con cái đâu có nằm bên cạnh họ đâu. Thật ra đây là những giây phút rất cần một người bên cạnh. Thôi, chúc cô chú sẽ có những ngày thật là tuyệt vời bên nhau nha. Vâng, xin cảm ơn. Dạ. Chúc mừng cô chú. Chúng ta vừa đến với một câu chuyện tôi cho là rất là nhân văn trong cuộc sống này. Đến tuổi này thì chúng ta cần rất rất cần một người bên cạnh để chia sẻ những ngọt bùi, chia sẻ những cái câu chuyện trong cuộc sống. Rất là đau lòng khi mà buồn vui gì mẹ cũng chỉ tâm sự với bàn thờ của ba thôi.
đừng, mình cũng vậy, cũng đi kiếm người, đừng để lúc tới với tuổi này rồi đi kìm nha. Đừng để đến tuổi này đi tìm là mệt đó nha Lan. Hãy tìm cho một người đồng hành. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Ít nói, với lại kỹ năng nấu ăn còn hạn chế. Không hề hói, mơ tóc nhiều lắm, đẹp lắm. Cũng không có hô luôn, bình thường. Nói chung là duyên dáng. Rồi gì nữa? Không hôi hả? Để chị tới gần chị mới biết. Mình phải tự hào khi mình có bạn trai trắng chứ. Em ơi, mình phải củng cố đời sau chứ em. Đang thù lùi chứ chú Quỳnh Linh sao được. Không, con thấy là như chú Quỳnh Linh là rất là ok luôn. Đàn ông con trai á thì như chú là con rất là thích. Như chú là con rất là thích. Mời nhà trai. Mời anh trai. Dạ. Mời nhà gái. Chào bạn, mời bạn ngồi. Rồi giới thiệu về mình đi em trai. Dạ em tên, xin tự giới thiệu, em tên là Thông, Đỗ Hanh Thông, đến từ Bình Phước. Em hiện tại dạy tiếng Anh. Dạy tiếng Anh. Dạ. Dạy Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. Thông là sinh năm mấy? Em năm nay sinh năm 90 anh. 90, 32 tuổi ha. Dạ. Rồi mời nhà gái. Dạ con xin chào chú Quỳnh Linh, em chào chị Ngọc Lan và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Em tên là Hoàng Thị Huyền, em năm nay 25 tuổi và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Phước ạ. Ủa Bình Phước luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. À hay quá. Vậy là hai bạn cùng ở Bình Phước luôn, hợp lý rồi. Mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nhà gái. Ưu điểm của em á, thì em tự nhận thấy bản thân là một người chủ động, tích cực và khá là mạnh mẽ trong công việc. Còn điểm yếu của em á, thì đôi khi em còn đang hơi nóng tính, chưa có kiềm chế được cảm xúc. Và em nấu ăn không có được ngon lắm, chỉ ở mức độ nấu ăn gia đình thôi. Chứ còn nếu mà nhà có khách á, thì vẫn là mẹ vào bếp. Nhà gái chỉ đơn giản vậy thôi nhà trai ơi. Mời nhà trai điểm mạnh điểm yếu cho nhà gái nghe. Dạ điểm mạnh của em là em khi mà tìm hiểu vấn đề nào đó thì em chịu khó tìm hiểu đào sâu. Còn cái điểm yếu của em là ít nói, với lại kỹ năng nấu ăn còn hạn chế. Thầy giáo dạy tiếng Anh lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi anh. Mình dạy trong trường hay là đang dạy trong trung tâm? Dạ hồi trước em dạy trung tâm nhưng mà sau này em tự mở lớp rồi làm riêng ở nhà. Dạ. Em có mấy mối tình rồi Thông? Trước giờ em có hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì cách đây khoảng 8 năm, lúc đó còn chắc là con còn non nớt cho nên là không có giữ bạn gái được. Còn mối tình thứ hai thì gần đây năm 2019 á, bên đàn gái thì có lẽ là có vẻ là sùng đạo quá thì em không có theo đạo á, không cùng tôn giáo ha. Đúng rồi. Mối tình nào dài nhất vậy Thông? Cái mối tình đầu tiên. Đầu tiên hả? Mấy năm? Khoảng gần năm. Gần năm vậy cũng không dài lắm, hai mối tình cũng chưa sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Nhà trai tôi có hai mối tình đi qua cuộc đời thôi mà nhẹ không sâu sắc lắm. Ừ, không sâu sắc lắm. Mình nghe về tình trường của nhà gái nè. Em đã trải qua 4 mối tình nhưng mà chỉ có một mối tình đầu tiên thời sinh viên là nó được lâu, là khoảng tầm 2 năm. Còn những mối tình còn lại thì nó chỉ được vài tháng thôi, thì cảm thấy là hai bên không hợp á thì tụi em dừng lại. Bên này cũng không có gì gọi là nặng nề hết trơn á. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ đến với cái mối tình này, hy vọng là nó sẽ đậm đà ha, nó sẽ kéo dài cho suốt cuộc đời luôn. Rồi bây giờ nhà gái mình nói luôn về cái tiêu chí của cái người bạn trai sắp tới của mình là như thế nào. Dạ, hôm nay em đến với chương trình với tiêu chí là 40, không hói, không hô, không hôi và không được quá trắng. Để chị qua bên kia chị coi coi được bao nhiêu không nha. Chào nhà trai. Không có hói. Không hề hói, mơi tóc nhiều lắm, đẹp lắm. Cũng không có hô luôn, bình thường. Nói chung là duyên dáng. Rồi gì nữa? Không hôi hả? Để chị tới gần chị mới biết. Không có hôi nha. Qua đây hôi nè, qua đây chút. Thôi, từ sáng giờ là biết rồi. Bên kia tiêu chí tới 40 đó. Mà chị thấy em là ba cái là ngon rồi. Còn cái cuối cùng thôi. Không trắng, gì kỳ vậy? Tại em sợ bạn nam trắng hơn em. Sợ trắng hơn bạn ấy. À thì vậy đó, dễ mà chị, phơi nắng. Phơi nắng. Bạn bên đây thì da bình thường, không có trắng cũng không đen. Rồi em, thì chỉ có 4 cái đó thôi hả? Về tính cách á, thì em mong muốn bạn nam là một người mạnh mẽ, có chính kiến. Rồi có cái điều gì mà em không thích không? Em thì em không muốn bạn nam là quá ghen tuông hoặc là quá kiểm soát,
cái cuộc sống hoặc là cái công việc của em. Và em mong muốn là bạn nam đừng quá bừa bộn, bày hay quá là được. Không có hay kiểm soát bạn gái không? Dạ, dạ không, không, không có. Mà mỗi người thì có cái quyền tự do của mình. Thì ví dụ như bạn gái muốn chia sẻ thì mình sẵn sàng lắng nghe kiểu vậy thôi, chứ chuyện riêng của bạn, bạn không muốn xen vào thì mình cũng hạn chế. Bạn nam bên này trông có vẻ hiền. Hiền. Mà mới hỏi coi tiêu chí của bạn trai bên đây thế nào. Dạ, muốn tìm bạn gái xinh xinh, dễ thương, tính tình hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm người khác. Bạn bên này là có hết mấy cái đó luôn mà chỉ có cảm giác là bạn bên này là hơi kỹ, hơi khó tính đó. Dạ. Cái người con gái có cái tính nào mà em không thích nhất? Ví dụ như nhiều chuyện nè. Kiểu tò mò tọc mạch chuyện người khác thì em cũng không thích gì. Dạ. Có cái điểm gì đặc biệt ở người con gái mà em không thích nữa không? Kiểu sổ sàng quá. Ví dụ như sổ sàng quá, mất lịch sự. Gái ai đâu sổ sàng. Ai đâu mà sổ sàng. Có mình chị hay sổ sàng nên chị ấy nè. Cô bên đây rất là nhẹ nhàng đó, dịu dàng luôn á. Đúng rồi. Giờ tôi hỏi nhà trai tôi hỏi nè. Không thích hói đúng không? Dạ. Không thích hôi. Hồi đó gì gặp đàn ông hói hôi nhiều lắm hả? Dạ không, tại vì con là một người khá là kỹ tính đó, nên là con không muốn bạn trai nó có những cái điểm đấy. Làm gì bạn trai nào có hôi, tại nó quên tắm thôi. Rồi không trắng nữa. Con sợ con trắng không bằng bạn trai thì con sẽ hơi tự ti. Ủa, mình phải tự hào khi mình có bạn trai trắng chứ. Em ơi, mình phải củng cố đời sau chứ em. Đang thù lùi chứ chú Quỳnh Linh sao được. Không, con thấy là như chú Quỳnh Linh là rất là ok luôn. Con mà... thấy nước da của chú đàn ông con trai á, thì như chú là con rất là thích. Như chú là con rất là thích. Bên đó cũng gần hói rồi nha. Hói rồi mà ra. Như chú Quỳnh Linh thì con không tính là hói đâu ạ. À, tôi thấy hai bên đưa ra như yêu cầu á là cũng tương xứng với nhau á. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi nha. Mình hỏi người thân đi. Bạn trai đi với ai cưng? Dạ em nay đi có mình rồi chị. Không sao, có anh Quỳnh Linh. Để tôi lo. Bên nhà gái đi với ai? Dạ con đi với lại một người anh và cũng là đồng nghiệp của con luôn ạ. Rồi chào anh. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ, em chào chị Ngọc Lan ạ. Phiền, có nhiều chàng trai đeo đuổi lắm đúng không? Dạ đúng ạ. Mà sao cổ không chịu vậy? Em cũng cảm thấy là Huyền có những cái tiêu chuẩn riêng của mình nè. Người đó có hợp với tính của Huyền không? Hiện tại thì em thấy rất là hợp tính với Huyền. Thế anh này hiền không? Dạ em đã hiền rồi mà ảnh còn hiền hơn em nữa. Hiền quá rồi có hợp với cổ không? Thấy cổ hơi khó đó, khó không? Dạ thì có nhu có cương ạ. Thì một người này nhu, một người kia phải cương ạ. Nói chung là thấy hợp ha. Dạ, trước mắt là em đã thấy hợp rồi ạ. Rồi, cảm ơn em trai. Thôi được rồi. Gặp nhau đi cái đã rồi tính. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu đi Thông. Dạ, chào em. Anh này có con sách rồi tặng em. Mà sống nhau với vậy. Chào em, không biết lần đầu em gặp anh em cảm thấy như thế nào? Cảm nhận đầu tiên về anh á, thì em cảm thấy anh là một người khá là hiền, kiểu người điềm đạm. Thì cái tính này em rất là thích ạ. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Anh thấy em cũng giống như vậy, lại rất là xinh. Em cảm ơn anh. Hiện tại nay anh đang sống ở đâu ạ? Anh đang sống ở Bình Phước, em ở Trân Thành. À, anh ở Trân Thành ạ? Em ở Lộc Ninh. Lộc Ninh. Cách cũng rất là gần. Có gì sao công trình rồi, nếu có dịp thì mời em đi uống nước hay ăn uống gì đó. Dạ. Em làm bên gì lần em? Hiện tại thì em đang làm quản lý của siêu thị ạ. Ôi giỏi quá. Bây giờ mình đi sâu chút xíu nữa là quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên đi. Về quan điểm hôn nhân của em á, thì em mong muốn người bạn đời của mình phải là một người chung thủy, tin tưởng lẫn nhau. Có nghĩa là chúng ta sẽ không có những mối quan hệ nó phức tạp hoặc là nó mập mờ. Mặc dù là chúng ta không có ý gì nhưng mà cái điều đó nó tạo cho đối phương một cái cảm giác nó không an toàn. Thì điều đó là em không muốn. Em muốn mọi thứ nó phải rõ ràng. Thì anh cũng quan điểm như vậy. Kiểu quen xác định là đi tới hôn nhân thì chỉ quen một người thôi, chứ ngoài ra là không có kiểu lăng nhăng bên ngoài. Anh cũng không có thích cái đó. Và em mong muốn là nếu như em và anh có duyên và đến với nhau thì trong những lúc mà xích mích á, thì anh có thể là bỏ qua cho em những cái điều mà có thể là em đã sai. Nhưng mà trong giây phút nóng nảy như vậy á, thì em mong là anh sẽ chiều chuộng em một chút. Em sẽ cảm thấy là em được che chở hơn. Mấy cái đó không có sao. Dạ. Kinh tế gia đình, ai là người quyết định? Em nghĩ như thế nào? Về kinh tế á, thì em nghĩ là mỗi người thì đều có công việc và có những mối quan hệ xã hội cần phải xã giao. Em không bắt buộc là anh phải đưa toàn bộ kinh tế cho em.
mà chỉ cần là chúng ta cùng nhau bỏ một phần nào đó trong cái thu nhập vào một cái quỹ chung để lo cho tương lai, cho cuộc sống sau này. Mỗi người thì vẫn sẽ phải có giữ lại cho mình để có thể phục vụ cho công việc hàng ngày, những chi tiêu hàng ngày. Em suy nghĩ chu đáo quá. Con cái tính kết hôn đi. Ai thích trai gái như thế nào đó? Anh không có quan trọng trai hay gái gì hết. Anh cho em hỏi lại là hồi nãy em nghe không rõ họ của anh á. Họ anh à, Đỗ à. Đỗ hả? Còn em họ tên là gì? Em tên là Hoàng Thị Huyền. Huyền, tên đẹp quá. Em rất là thích cái tên Đăng Khôi. Thì em có tạo một cái nick Facebook tên là Nguyễn Hoàng Đăng Khôi. Nó là nick Facebook của con trai em sau này. Tại sao mà em lại đặt họ Nguyễn? Bởi vì là cái tỷ lệ mà người họ Nguyễn ở Việt Nam á, nó rất là cao, nên là em đặt họ Nguyễn. Nhưng mà cái họ của em á, thì nó lại rất là hợp với những cái họ còn lại khi mà ghép vào, nên là em nghĩ là Đỗ Hoàng Đăng Khôi thì cũng rất là hay. Chưa có gì là nghĩ ra tên con luôn rồi đó. Là tại nghĩ rất là xa luôn, thấy chưa? Tại con thấy cái tên nó đẹp á, con sợ là sau này có người ta đặt mất á thì mình không đặt được, nên là con tính trước. Được chứ, thiếu gì. Giờ nói ra kiểu này là người ta đặt rồi đó nghe, cho nên là lẹ cưới, lẹ đẻ con mới lấy được cái tên đó đó. Bây giờ thầy giáo tới nắm tay Huyền nha. Dạ. Thông Huyền, Huyền Thông. Đó, nắm tay Huyền. Đây đúng sắp đây. Chị Lan giữ cho. Được nắm tay. Nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Nắm hai tay luôn. Đó. Khoảng bao lâu là mình tiến tới được hôn nhân? Đối với em á, thì nếu như cả hai cùng hòa hợp và hiểu nhau và mong muốn được tiến xa thì khoảng thời gian nó không quan trọng. Còn nếu như mà để đưa ra một con số thì em nghĩ là khoảng 1 năm hoặc 1 năm hơn thì có thể là tiến tới hôn nhân. Anh cũng nghĩ vậy, phải có cái thời gian để mình xác định. Anh thấy em là một người mà anh đang tìm kiếm, hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu xa hơn. Nếu mà mình đi xa được với nhau thì anh hứa anh sẽ đi với em tới cuối con đường. Trở về vị trí, để tay vào nút bấm các bạn. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình xem có thật sự rung động với người đối diện hay không. Nếu đúng, chúng ta cho ngay một cơ hội bằng cái nút bấm đó. Nếu chưa đúng, mình không cần bấm. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm chặt tay nhau nào. Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau để vượt qua những cái giông bão trong cuộc sống. Chúc các em hạnh phúc nha. Chúng ta sẽ có những món quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một... Và nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta đã nói gì với người bạn của mình nha. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn anh Hồng Linh, cảm ơn chị Lộc Lan, cảm ơn chương trình ạ. Em cảm ơn chú, em cảm ơn chị. Trời ơi, sinh viên mà tới đây sớm vậy. 2K mấy hả? Dạ, 202 ạ. 202 hả? Có tiếc không? Thì cũng tiếc chị, tại vì cũng quen nhau 5 năm mà cũng hiểu nhau khá nhiều. Đúng rồi. Thứ ba nữa là có chuyện gì nữa này tối mình vẫn về chung mái nhà. Như vậy nó có... Dạ, cái đó đúng hợp với em mà nãy giờ em không biết nói làm sao đó. Dạ. Ở nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Sao hú dữ vậy? Mời nhà gái. Thôi bây giờ mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Và chào chị nữ bên kia, thì em tên là Vinh. Em 28 tuổi, thì quê ở Cà Mau, hiện tại ở Gò Vấp. Vinh làm gì Vinh? Dạ hiện tại là em làm bên công ty mỹ phẩm. Vinh là quê Cà Mau nhưng mà ở Gò Vấp. Dạ đúng rồi. Ở với ai Vinh? Dạ em ở với bạn. Bạn trai hay bạn gái nè? Dạ bạn trai. Ở với bạn trai. Dạ. Hai chúng tôi ở với nhau được chưa? Rồi mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ em chào MC Ngọc Lan và MC Quỳnh Linh và tất cả các vị khán giả đang có mặt ở trường quay ạ. Em cũng chào bạn nào ở bên kia ạ. Em tên là Vũ Thị Ngân ạ. Năm nay thì em vừa mới chớm tuổi đôi mươi ạ. Hiện tại thì em vẫn còn đang là sinh viên khoa báo chí và truyền thông trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trời ơi. Trời ơi, sinh viên mà tới đây sớm vậy. 2K mấy hả? Dạ 202 ạ. 202 hả? Nhưng mà nhìn em
có vẻ rất là chững chạc luôn á. Thật ra thì em cũng ra đời từ sớm lắm ạ. Từ năm lớp 9 thì em đã bắt đầu ra đời và rời xa gia đình tự độc lập rồi. Cho nên là em nghĩ chắc là vì vấn đề đó nên là chị Ngọc Lan thấy em chững chạc hơn đúng không ạ? Em ra đời từ lớp 9. Dạ. Thế em sống với ai? Em dạ lớp 9 thì em dạ em đi làm hè á chị. Thời gian rảnh thì em sẽ rời xa gia đình và em đến những cái chỗ mà cần nhân viên đi làm ấy ạ. Thì em sẽ làm và kiếm tiền. Quá độc lập. Tôi nghe ra đời từ lớp 9 tôi qua liền luôn. Xinh quá trời luôn vậy đó. Ra đời sớm quá ha. Dạ. Mình là quê đâu? Dạ, theo giấy tờ thì em là quê Nam Định. Nam Định. Và thật ra thì em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai và từ nhỏ đến giờ em chỉ ở Gia Lai thôi ạ. Anh có nghe thấy câu mà nhất gái Gia Lai nhì trai Đắk Lắk chưa ạ? 2K2 ra đời từ 9 tuổi á. Dạ. Lớp 9. Ở đâu mà 9 tuổi mà đi đâu sớm vậy? Đi học. Đi học trường đời. Tôi thấy bên nhà gái tôi thấy được lắm rồi đó. Hai ca hai mà nói như người lớn luôn vậy đó. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em làm việc chăm chỉ. Điểm yếu của em là lâu lâu em bị stress với lại nghiện mua sắm anh. Nghiện mua sắm mua gì? Đồ đạc trong nhà anh. Thích nghiện là mua thôi, không có suy nghĩ nhiều. Vậy nửa giờ thích thì mệt rồi nha. Dạ. Không có cản giờ được á. Kinh tế của mình nó có ổn định không mà mình thích cái gì là mình mua cái đó ngon lành vậy? Dạ, kinh tế em thì khá ổn chị. Khá ổn luôn. Bên đây đẹp trai, kinh tế khá ổn. Muốn mua gì mua, nghiện mua luôn, được chưa? Cái đó là nhược điểm luôn á hả? Ưu điểm. Cái đó em nghĩ là nhược điểm á. Tại vì đàn ông mà xài tiền nhiều quá thì sẽ... Thế sao? Sẽ ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Đâu có, đàn ông xài tiền nhiều tốt chứ. Mình có xài nó mới vô chứ, mình có ra nó mới vô chứ. Nhưng mà xài mình có mục đích chứ không phải mình đụng đâu mình xài đó. Dạ. Mình nghe ưu điểm khuyết điểm của người con gái tự lập từ năm lớp 9 nè. Em nghĩ thì ưu điểm của em đầu tiên đó là khả năng nói ạ. Ước mơ của em cũng là trở thành một biên tập viên truyền hình để dẫn chương trình thời sự. Em không biết là mọi người muốn nghe em dẫn thử một đoạn không? Muốn em. Dạ, em nói một câu thôi nha. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của buổi tối ngày hôm nay. Dạ vậy thôi ạ. Trời ơi, em run quá nên là em đọc không được tốt lắm. Mọi người bỏ qua cho em nha. Nghe gì giọng vậy? Thấy hay, hấp dẫn. Lan qua bên đây ngồi để bé qua đó ngồi đi. Mình đổi vị trí. Ừ, chắc phải vậy đó. Mời em qua đây ngồi. Qua đó ngồi mai làm mai cho chị Lan. Làm đi. Mai cho chị Lan chứ chị Lan ấy lắm. Em mới 20 tuổi rồi em lo gì. Ừ. Trời ơi. Ừ, đó mới ấy đó. Trời ơi, giọng hay đó nha. Giọng này dễ nhớ lắm á. Được đó. Đúng rồi, bạn này là có quá nhiều ưu điểm luôn. Quá nhiều ưu điểm luôn á. Thì mình có khuyết điểm không? Con người thì không ai hoàn hảo rồi. Nên là chắc chắn cũng phải có khuyết điểm. Em nghĩ khuyết điểm lớn nhất của em đó là hơi nóng tính một xíu. Nóng tính. Đấy là em, mọi người thì em rất là dễ gần hòa đồng. Mọi người nói chuyện với em thì luôn luôn nói là em là một người rất là nhiều năng lượng. Nói chung là em làm sai hay em làm đúng thì mọi người chê trách em hay cái gì thì em cũng cười. Không phải là kiểu cười cợt nhả mà là em sẽ dùng nụ cười đó để làm hòa dịu. Xóa mà. Ai như bà Lan mà tới bà mết nên bà quạo năng lượng mới xuống liền. Mình có sai thì mình cười tích cực cho người ta vui. Còn bà sai bà tá quả bùng binh mặt quạo. Sao? Nhờ chị dẫn chương trình chung có vui vẻ không? Hết vui. Hết vui. Hết vui, nghỉ luôn, khỏi luôn, khỏi. Thấy luôn. Nam Định vô thấy bên đây hết vui. Giỡn đó mọi người ơi, cái đó giỡn đó chứ không có gì hung dữ gì đâu. Sao, mình có nóng tính không? Dạ, cho em hỏi xíu là nếu mà bạn nữ nóng tính á thì bạn nữ sẽ tìm cái biện pháp nào để giải quyết? Quýnh này đương đưa mặt. Quýnh này đương đưa mặt. Đúng rồi, nóng quýnh thôi, chứ nói năng gì. Rồi sao, được không? Em cũng có nóng tính nhưng mà khi em nóng lên em không nói. Em sẽ im lặng và em uống cà phê với bạn bè rồi em đi về nhà thôi chứ. À vậy không? Không, bên đây nóng quýnh à. Chịu được không? Chịu cũng được thôi à. Em nghĩ chịu đòn được anh. Được. Dạ. Để khỏe. Nói thôi chứ ai đâu vậy đúng không? Tôi gài á mà không được thôi. Bên đây người ta kiên nhẫn lắm. Đó, người ta hỏi em kìa, giờ nóng tính quá đi làm sao. Dạ. Nhưng mà em cũng không thích người đàn ông nếu mà giận nhau thì im lặng. Bởi vì em muốn là nếu mà hai người mà giận nhau thì cùng nói chuyện để hòa giải cái câu chuyện đó. Chứ em không muốn là cả hai im lặng. Thì nếu là em thì em sẽ cảm thấy là em sẽ dồn nén cái ấm ức đó vô và lâu dần sẽ trở thành một cái gì đó không thể nào mà xóa giải đi được nữa. Em ơi, hai đứa thì một đứa nói thôi. Em có khả năng ăn nói rồi, người ta không có khả năng ăn nói rồi, thôi người ta im lặng. Vậy là hai người giải thích cho nhau hiểu ấy ạ. Ví dụ như là có xảy ra vấn đề gì đó. Nhiều khi đàn ông á, họ nóng quá họ im lặng là đúng á. Họ hết nóng thì họ sẽ họ nóng nhiều hơn nữa. Đừng có bắt người ta phải nói, nhiều khi ta bực quá ta nói, nhiều khi quạo lên. Em tìm được cái người mình nhịn trong lúc em nói là chị là thấy là cũng may mắn lắm rồi đó thiệt á. Đây mấy mối tình rồi anh trai? Dạ em có 2 mối tình chính thức anh.
chính thức ha. Râu ria là nhiều lắm ha. Giống như gặp gỡ nhau, gặp uống nước cà phê thôi chứ. Vậy đâu phải mối tình đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Hai mối tình đó lâu không? Một mối tình 5 năm và một mối tình 1 năm. 5 năm sau chia tay. Mối tình đầu tiên của em lúc 5 năm là thường là hai đứa giận nhau xong rồi hòa hợp lại. Như vậy nó kéo dài 5 năm. Cái khúc cuối mối tình là hai người giận nhau 1 tháng. Lúc đó thì em vẫn chưa quen ai. Nhưng mà người đó thì có qua lại với bạn bè. Vô tình thì nó nảy sinh tình cảm. Nhưng mà em không biết. Nên em tưởng nó hai người giận nhưng mà vẫn hàn gắn lại. Nhưng mà sau thời gian đó em quay lại thì em phát hiện là quay lại có người khác. Có người khác, đó là bạn của bạn. Đó là tại vì em dại. Dạ. Ai mượn em im lặng trong suốt cái khoảng thời gian giận nhau đó. Làm chi người ta con gái mà người ta còn ngời ngời kiểu đó là biểu làm sao. Mình đàn ông phải tranh thủ liền. Mình giận nhau rồi mình làm lành liền tại chỗ. Có cái gì thì nói liền. Dạ. Tương lai của người ta đâu có ngồi người ta đợi em im lặng được. Dạ em cũng thấy mình sai. Có tiếc không? Tiếc thì chứ. Cũng tiếc chị. Tại vì cũng quen nhau 5 năm mà cũng hiểu nhau khá nhiều. Đúng rồi. Dạ. Nên là mai mốt mình phải rút kinh nghiệm không? Đừng nghĩ là giận nhau im lặng rồi cái im luôn. Rồi cái mình bắt người ta là cũng phải im lặng và chờ đợi như vậy là không được. Với cô gái này em không có cơ hội im lặng đâu. Dạ. Mà nói chừng em chịu trả lời thôi đó. Dạ, em cũng thích những người nói nhiều chị. Tại nhiều khi em cũng có tâm sự nhưng mà em lại ít nói. Đừng thích nói nhiều, mệt lắm. Càm ràm suốt mệt lắm em ơi. Dạ, dạ. Mà nó vui. Nó vui. Dạ. Nhiều khi phụ nữ mà càm ràm riết nó cũng không có vui nha. Nhưng mà vui. Mà thôi, kệ cũng phải vui bởi vì càm ràm cũng là bản tính rồi. Không càm ràm nhớ. Đó, dễ gì có ai mà có được cái đức tính càm ràm như người phụ nữ. Đúng không mấy chị? Nói thôi chứ mấy người đàn ông nói trời ơi tôi không thích càm ràm. Không thích cũng không được. Nghe từ từ nó quen. Quen từ từ rồi nó sẽ thích. Nghe như hát vậy thôi. Đúng rồi. Riêng một cái coi nghe càm ràm ngồi cười thôi. Cười trừ giống như đây nè. Chắc chưa có mối tình nào đúng không? Dạ có một mối ạ. Trời ơi. Ra đời cũng hơi sớm. Đúng rồi. Lớp 9 rồi ra đời. Ý đúng rồi. Mối tình nó kéo dài lâu không? Dạ giữa lớp 10 là biết yêu lần đầu tiên luôn ạ. Cũng là mối tình đầu luôn ạ. Yêu được nhiều không? Dạ. Lâu không? Dạ được hơn 1 năm ấy ạ. Ồ cũng lâu quá cũng hả? Lâu đậm đó. Dạ. Vậy là có kinh nghiệm trên trường luôn đúng không? Dạ có một mối thôi nhưng mà em nghĩ là em sẽ đủ khả năng để khiến tiếp các bạn... mối thứ hai. Dạ đúng rồi. Dư khả năng tiếp mối thứ hai. Bây giờ mình muốn có người yêu lý tưởng thế nào nè? Dạ thật ra thì người yêu cũ của em thì kiểu là không được chung thủy lắm anh. Nên là em luôn luôn đặt cái vấn đề chung thủy lên hàng đầu. Mới lớp 10 thì chung thủy gì nói. Nhiều khi nó còn không biết cái đó là ngoại tình. Đúng nữa. Rồi, nó còn không biết đó là cái gì nữa. Bây giờ bé bên này lớn rồi, nó hiểu chung thủy là gì. Bé này còn chưa biết chung thủy là gì luôn. Trời. Trời ơi trời. Là gì nữa? Biết quan tâm một xíu thôi. Quan tâm, đúng dạ. Rồi. Kiểu em thích là một người đàn ông ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ là được ạ. Bên đây là trai, gọn. Gọn. Body săn chắc. Ôm fit vô trong người không ạ? Dạ. Một mẫu hình lý tưởng, một ngôi sao điện ảnh nào không? Em nghĩ là Song Luân ạ. Song Luân. Này Song Hành á. Song Hành với em luôn á. Cũng được. Đây ngon á, đẹp trai đó. Nãy giờ nói mẫu hình lý tưởng của mình chưa? Dạ em thì đầu tiên của em là một phụ nữ đầu tiên phải trung tình nè. Thứ hai là phải có ngoại hình một chút. Ngoại hình hả? Xinh lắm. Em có nghe bài có ai trung tình được mãi không? Em cũng nghe, em nghe hay nghe lắm anh. Bình Minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Nó không phù hợp với chương trình trên này. Mình phải nhìn thấy cái điều đó. Thôi đi đừng nói những cái điều tiêu cực cho bọn trẻ nó sợ. Không, mình thực sự cái bài hát đó nó an ủi cho những người bị người khác bỏ rơi anh. Giống như mình bị người khác bỏ rơi thì cái bài đó nó nghe nó cổ vũ mình. Mình phải sống tốt hơn mỗi ngày anh. Đúng rồi. Thành ra mình cứ nhìn những cái tiêu cực đó mình tránh thôi. Nhưng mình phải trung tình nha. Dạ. Đừng dạ. Nói có gì cái nói tôi không trung tình được mãi là không được nha. Tôi giống bài hát. Tôi chỉ giống bài hát thôi mà. Trung tình nè, xinh đẹp nè, rồi gì nữa. Siêng năng chút chị. Bên kia là thừa siêng năng luôn. Lớp 9 là đi ra ngoài, đi ra đời là kinh tế tự đúng lo rồi. Rồi. Năng động, sáng tạo, nhanh nhẹn, năng lượng, tích cực. Dạ. Em nghĩ là như vậy là khá tốt rồi chị. Tốt. Vậy là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Quá được. Dư, bây giờ mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ, em đi với lại đồng nghiệp của em. Tập gym chung luôn ha. Dạ, em lời đầu tiên thì em xin chào tất cả mọi người trường quay. Em xin, con xin chào chú Nguyễn Linh. Chào chị Ngọc Lan. Em là đồng nghiệp của Vinh. Về nhận xét cá nhân của em về phía bạn nữ, bạn rất là xinh xắn, dễ thương. Em thấy là bạn nói là bạn rất là thích nói, mà bạn của em thì lại là ít nói. Cho nên là bạn nhiều thì bạn cũng có thể là bù trừ ạ. Bù trừ.
dạy cho bạn nói cũng được. Dạy nói luôn hả? Dạ, dạy nói luôn. Tại nhiều khi bạn ít nói á, phải cậy miệng bạn nói luôn mới được. Thôi thôi, làm như nó mới thôi nôi vậy, dạy nói. Vinh à, bạn ở bên này thì rất là hoàn hảo rồi. Bây giờ là chỉ có chờ kéo rèm qua rồi hốt bấm về chuông thôi. Chứ giờ không còn nói gì nữa hết. Làm như Lan và Điệp vậy, bấm chuông. Rồi. Cảm ơn em. Được. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ, tại vì nhà em ở Gia Lai hết, có một mình em ở trên này. Rồi, có chị Lan. Bé này sao? Tự tin lắm, bé rất là xinh, rất là bản lĩnh. Nào, mở rào. Bắt đầu đi. Wow. Wow. Chào em. Dạ, em cũng gửi anh thiệp. À, cảm ơn em. Dạ. Anh thấy em rất là lanh lợi, xinh đẹp nữa. Dạ. Nói chung em rất là good. Quý nói gì? Đẹp đôi ha. Rất là đẹp đôi luôn á. Em có lời gì muốn nói với anh không? Dạ, đúng gu em chị. Dạ, đúng gu em chị. Em chỉ một câu thôi, gu em. Gu em. Gu rồi đó. Cái mà anh ít nói thì về em sẽ bù trừ lại được hết. Tất cả những thứ mà anh thiếu thì em sẽ bù trừ. Nhưng mà em mong là những thứ mà em còn thiếu thì anh cũng sẽ bù trừ lại cho em. Ok. Rồi, bây giờ về ghế ngồi đi ha. Hẹn hò sao là mỗi tuần gặp bao nhiêu lần? À, em thấy tuần mình gặp nhau khoảng mấy lần. Em nghĩ là tùy tính chất công việc của anh. Dạ. Tại vì em không yêu cầu nhiều quá. Nhưng mà cái giai đoạn đầu thì em nghĩ là mình cũng nên gặp nhau nhiều một chút để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Okay. Còn sau này nếu như mà mình tiến xa hơn một chút thì em nghĩ là tùy vào tính chất công việc thì mình có thể thông cảm cho nhau. Bởi vì tại vì em phải tự trang trải tài chính cho bản thân cho nên là em cũng đi làm khá là nhiều ấy. Nhưng mà nếu mà trong chuyện tình cảm thì em vẫn luôn có thể sắp xếp được thời gian để mình có thể dành thời gian cho nhau. Một tuần mình gặp nhau hai lần thì em nghĩ thế nào về cái thời gian đó? Dạ, nếu mà công việc của anh bận rộn thì em nghĩ hai lần cũng được ạ. Còn nếu mà gặp được nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. Anh nói là anh nghiện mua sắm không sao ạ. Tại vì em cũng thích mua sắm nhưng mà em có thể kiềm chế được cái sự mua sắm của bản thân cho nên em nghĩ là em sẽ dùng được cái kinh nghiệm mà kiềm chế cái sự mua sắm của bản thân để giúp anh kiềm chế lại cái điều đó. Thực sự lúc những one chat á, anh hay đi sắm tại vì nó sẽ quên đi những cái áp lực trong cuộc sống. Anh ngày mai anh sẽ sống tốt hơn và làm việc tốt hơn thôi. Đó là cái suy nghĩ của anh. Nếu vậy thì em nghĩ là chắc sau này anh không cần phải đi mua sắm nữa đâu. Tại vì em sẽ trở thành cái khiến cho cái stress đó của anh sẽ biến mất. Mỗi lần mà anh stress thì em nghĩ là em sẽ hát cho anh nghe đúng không? Anh có thích nghe hát không? Lúc trước anh có học điện thanh thời gian. Trời ơi. Thì thời gian gần đây thì anh không có hát nữa nên như anh hát không được hay. Anh Lệ Thanh chắc em nghĩ anh hát hay, anh có thể tặng em một bài hát được không ạ? Thực sự là anh hát trai không có hay lắm. Dạ không okay. Sao em thích thì anh có thể hát cho em một đoạn. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làng tống sò bên dèm. Lòng ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi, vườn hoa vẫn chưa mở lối. Em xin hát. Rồi, bé Ngân hát đi bé Ngân. Em thì muốn không khí sôi động hơn nên em sẽ hát một bài hát mà hiện tại thì em nghĩ là khá là hot. Bài hát của Trúc Nhân, Có Không Giữ Mất Đừng Tìm. Bất ngờ anh nói chia tay, dù lúc tôi đang yêu anh đắm say. Và thế rồi anh mất tăm hơi, mặc xác tôi nơi này lòng chơi vơi. Hết hôm nay anh nhắn cho tôi và nói anh đang mong thương nhớ tôi. Thế quái nào anh không để tôi yên, trái tim tôi nó phải công viên. Dạ. Em quan niệm thế nào về tình yêu? Em nghĩ tình yêu đơn giản lắm ạ. Chỉ là hai người yêu thương quan tâm chăm sóc lẫn nhau, kiểu em chỉ cần là bạn trai biết quan tâm em một chút. Bởi vì em cũng đi làm, em nghĩ là bạn nam đi làm bạn nam cũng cảm thấy mệt mỏi. Ví dụ sau một ngày làm về mệt mỏi thì em hỏi han quan tâm bạn nam thì em nghĩ là nếu mà bạn nam quan tâm hỏi han lại em thì cảm thấy là một ngày đó đã xua tan được khá là nhiều mệt mỏi rồi. Quan niệm về tình yêu của anh á, cái điều quan trọng nhất trong tình yêu á, hai người phải thi chung với nhau. Thứ hai nữa là hai người phải san sẻ, phải yêu thương nhau và biết là nương tựa vào nhau. Thứ ba nữa là có chuyện gì nữa thì tối mình vẫn về chung mái nhà. Như vậy nó có... Dạ, cái đó đúng hợp ý em mà nãy giờ em không biết nói làm sao đó. Anh thấy em với lại anh có nhiều điểm bù trừ, lại có nhiều cái sở thích giống nhau á. Em có nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội để
chúng mình đến với nhau không? Thật ra thì ngay cái lúc mà anh chia sẻ những câu nói đầu tiên, cái chất giọng anh ấy nó ấm áp đó, thì em cũng cảm thấy là khá là ấn tượng rồi. Cho nên là em nghĩ là nếu mà anh cũng cảm thấy là có một chút ấn tượng với em ban đầu thì mình cho nhau cơ hội cũng được ạ. Bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái ha, nhìn sâu vào mắt nhau để cảm nhận xem đây có phải là người mà chúng ta có thể hợp với nhau, cùng nắm tay nhau để hỗ trợ nhau cùng tiến bộ hướng tới một tương lai tốt đẹp hay không. Em xin lỗi run quá. Bàn tay em rất là ấm áp. Anh có sao ạ? Tại em thấy tay anh hơi lạnh. Anh lạnh là tại vì máy lạnh nó lạnh quá em. Hai bạn nói với nhau đi, những cái gì trong lòng mình đang suy nghĩ và mình mong muốn cái điều gì một lần nữa rồi chúng ta đến với phần bấm nút nè. Thôi em nghĩ là bấm nút luôn đi ạ. Mình đến luôn nút bấm nút đi ạ. Vậy hai bạn đứng đó đi để chúng tôi bấm nút cho. Tôi sẽ hỏi và hai bạn trả lời nha, rồi chúng tôi bấm nút nha. Bây giờ bạn gái có đồng ý bấm nút không? Dạ em đồng ý ạ. Bạn trai có đồng ý bấm nút hay không? Dạ có. Thế thì bấm. Mình nắm nó ngược cái tay quá, anh nắm lại. Dạ. Em đợi hoài đó. Em đợi. Hôm nay mình chính thức hẹn hò nha em. Dạ. Gia đình của bạn gái là đang xem chương trình, nói với bố mẹ, xin phép bố mẹ là cho con được làm quen, được chăm sóc và sẽ bảo bọc cho em khi em ở Sài Gòn không có ai hết. Chào gia đình và hai bác, thì em hứa là sẽ quan tâm chăm sóc em và dành nhiều tình cảm cho em. Nếu có thời gian thì em sẽ ra ngoài Gia Lai thăm gia đình. Em xin cảm ơn hai bác. Em xin cảm ơn hai bác. Có lẽ Ngân rất xúc động đúng này đúng không? Ngân có nói gì? Dạ em chỉ nói một câu thôi ạ. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Hai bạn rất là đẹp đôi thật sự. Dạ. Một nụ hôn. Xin hôn ra nha. Em có sợ không? Hãy cố gắng lên chăm sóc cho bé Ngân. Cô gái này có thể làm được tất cả mọi chuyện. Đúng không rồi. Cần ai hết. Nhưng em hãy làm hết tất cả những gì cô ấy đã từng làm. Đừng để cô ấy phải tự làm. Khi cô ấy đã tự làm thì cô ấy không cần em nữa nha. Dạ, em cảm ơn chú Mùa Linh cùng chị Ngọc Lan. Dạ, em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai đứa quen nhau. Cảm ơn và đặc chất ạ. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Hai đứa cứ nắm tay đi suốt cuộc đời đi các bạn. Từ từ đi thôi. Nhớ nắm tay thật chặt bạn gái nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện thứ hai.